Cây na này làm gì mấy bạn, quá trời trái luôn rồi mấy bạn ơi, xum xê triệu nặng luôn. Trời, cái cây có chút xíu nè, cái gốc đó nè. Mai về làm món, làm video cho mấy bạn coi nha. Ồ, mình bẻ nha, thắng vô bẻ gì mình thắng. Nghe già hết trơn này nha mấy bạn, cái mấy trái về là già hết trơn rồi ha. Đó, cái hoa nè, hoa cà na nè, đó, đẹp không? Tới tan cô là bà Lan luôn. Mà bà Lan đi bán nhang rồi. Đâu? Đó. Nè bạn Thắng nè mấy bạn. Hello mấy bạn. Ừ. Cái giường gần dừng giường. Thắng sợ sâu của cậu, cậu nói nó sợ. Con không có sợ sâu. Ủa bên đây được xanh tươi không ha? Tươi ha. Tươi không? Tươi. Bữa ăn này không bé? Hello mấy bạn. Mấy bạn có thường ăn cà na đập dập không? Nhưng hôm nay mình không có làm cà na đập dập. Mình bữa lấy cà na bạn, bữa nay bạn chạy có một hai con ớt lận. Cảm ơn bạn, để mình nói chút xíu của bạn nói ha. Ok. Nhà bạn chạy có nuôi con ớt cho anh Thắng quay cho anh Giả coi đi. Bạn có thể stop cho mình nói chuyện được không? Được. Ok. Thường mấy bạn ăn cà na đập dập không ăn? Hôm nay mình lấy cà na mình làm cái đồ chua nữa, mình nấu canh chua cá. Cái gì? Cá hơi. Cá lóc. Cá lóc. Đó. Lia gần luôn. Có cà ở khiểm. Cái này là bạc hà mình hái, quế mình hái. Cái này đồ kho. Lia qua đây sát gần đồ kho. Đồ kho ớt. Ớt kho. Rồi mình ốp ớt cái đó đi. Nè Lia vô ốp ớt nè, mình ăn nước mắm nhiều lắm, mình ốp nước mắm nè, đó. Bột ngọt. Đường. Nước màu. Nước màu. Bạn stop đi. Tiêu. Tiêu. Bạn stop đi, bạn nói hoài đi. Tỏi. Tỏi. Ốp trong vòng bao nhiêu phút? Bé. 5 phút. 15 phút, 20 phút rồi mới thôi nha. Ok nè, mình quay Ly vô đây nè, mình làm mỡ nè, lát khô vô đây nè. Giờ mình đi rửa cà na. Đây, quay đây cho tôi. Cà na chúng ta đập ra cho nó dập dập ha. Ta ngửa với muối đang cho nó bớt độ chát nha mấy bạn. Nấu con chua này ta nêm muối với đường thôi, khỏi nêm nước mắm. Chút xíu nước mắm cũng được. Bây giờ chúng ta đi xử lý cà na. Nêm canh. Canh chua là chỉ nêm đường với muối hoặc nước mắm thôi, không bỏ bột ngọt nha quý vị khán giả. Đó, bữa nay nở canh chua cái gì? Canh chua cá lóc đâu? Dở cá lóc lên coi Thắng. Đó, canh chua cá lóc cháy cà na. Đó. Đây. Ốp xong rồi nè quý vị. Lát mình kho cho mày là tại vì mình để cái này đựng cho nó khác nha mấy bạn. Tớp mở nè, lát để lên, xuất sắc không? Nước mắm vô một chút. Có hai bạn chờ chuẩn bị ăn rồi đó. Cái này là anh hay là em? Cái này em gái của anh bò. Này em gái anh bò hả? Em gái chị của bé. Cái này em gái của. Còn em trai con đâu? Cái tay to tà. Ok, khán giả đã thấy rồi. Cái bàn. Cái cá chết luôn hả? Rồi nè, mình để củ hành gì vậy nè, cho thơm ăn. Với là nó không khét nữa. Rồi mình chuẩn bị mình kho ha, đó. Nhắc là canh chua xuống trước khi nó còn mình xuống bỏ ớt, liêu ớt vô, cho ớt vô, cắt làm đôi nó mới cay. Ớt. Bây giờ đâu thiếu nước trong người lắm rồi đó. Ớt. Ớt nhiều không Thắng? Nhiều cho nó thơm. Rồi, ngò với quế cắt ra. Đây được, cà táo. Bé, tỉnh táo chút nha bé. Rồi bỏ đi vô luôn. Bỏ mặt hà vô luôn, nhắc xuống là mình kho cá nha quý vị. Để mình chuẩn bị mình ăn. Lát bỏ ống xin vài chớ ớt nên bao nhiêu vô đây. Ớt nữa. Rồi cho ớt cho luôn. Rồi mình kho cá nha quý vị. Các bạn kho mà xong là lửa như này khỏi cần đốt củi nha. Cái than nó nhiều các bạn. Thấy không? Nó thấm không? Các bạn thấy ngon không? Quá xuất sắc, quá hạnh phúc, quá vui vẻ. Làm lại các bé. Quá xuất sắc, quá hạnh phúc, quá vui vẻ. Đây. Kho than gì không quá ngon nha quý vị. Cà na đây, trời ơi cái này bên chua mình đậy lại nè. Quá hấp dẫn.
cái mỡ đó đi lát bỏ vô cá nè. Bé uống gì vậy bé? Nước. Bà, anh bơi đang cho chó ăn hả? Đâu nào thằng em con đâu? Thằng em con là thằng nào? Con thằng nào? Con em gái của ai? Em gái của ba. Dạ, đang cho ăn kìa. Đang cho ăn, nó khùng lắm, chứ nó khùng lắm. Vậy hả? Nó khùng, nó khùng lắm. Đây, cho thêm miếng tiêu vô nữa. Rồi, cho miếng tích mỡ lấy lên, ok. Ok là. Cô Kiệt ngồi ở đâu? Cô Kiệt ngồi bên đây. Rồi, mình nhắc xuống mình ăn luôn. Ủa, hồi nóng. Ăn đi. Cho gấp cho bé miếng ớt, ớt đi, ớt hơi cay nha, bé ăn được không? Ăn được chứ. Ớt hồi nãy bạn Kiệt bắt giác mình á. Bây giờ bạn Kiệt nuôi hai con. Cho bé cái đùi nha bạn. Bà bom, bà kêu mẹ bà Thắng. Hơi nóng quá. Bà Thắng để hai con vô luôn á. Để là nuôi thôi. Xin mời mấy bạn ăn cơm nha, giờ mình mới ăn cơm đó mấy bạn. Hello, tội nghiệp mình không? Hai tội nghiệp hai tụi mình. Muối ớt nè, cái mình để cá vô. Cái dễ cho bé miếng cá ha. Cái này cá mèo hả? Cá lóc. Lóc không, mình không ăn đâu. Ừ. Mình không ăn đâu, bà Thắng đi đâu vậy? Nó hơi hợt. Hơi cay mà cay dữ lắm á. Câu kèm mở cái nước ra uống đi, ưu tiên người già uống trước á. Đây, ớt nè, ngon không có gì đó. Cô kèm uống trước đi, cô ưu tiên cô kèm uống trước á. Cô kèm tại cô kèm là người già, nhớ ơn là cô kèm là người già đó. Mình ăn cơm nha. Bạn cô kèm mới mấy tuổi rồi. Có lớp mở ngon lắm bạn ơi. Cô kèm mấy tuổi rồi, cô kèm nói cho các bạn nghe coi. Thì năm nay 41 tuổi rồi mấy bạn xuân xanh ơi. Mình sinh năm 1982. Con bé. Bé 5 tuổi. Bé 5 tuổi. Bé sinh năm mấy? Ờ ngon quá bé ơi. Bé sinh năm mấy? Ủa có được ớt nè mấy bạn. Mình sinh năm 2006 nha, còn anh Thắng. Nó sinh năm 2000. Bạn Thắng sinh năm 2000 nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn nha. Mình nấu canh chua xong nó còn dư ba cái thang đó mình để cái tới chín luôn á bạn. Đúng không? Ngon không bé? Ngon. Rồi cho bé ăn ớt thêm nè. Mở nước ra. Đây hả? Ta bỏ ớt bột rồi, ta bỏ ớt ấy nữa. Để chúng ta sao được. Ớt bột cay. Mình dựng vỏ bàn Kiệt quá. Bàn Kiệt chém cho mình ăn cay. Cay ngon phải không? Ngon. Ăn ớt này ngon. Ngon hơn. Ăn với cơm thì không cay. Trời lắm. Ngon quá mình phải ăn thêm. Các bạn lưu ý là vừa ăn vừa uống bị tôm tích nha. Ừ. Các ớt bạn quá chả ớt luôn mà có mấy đó. Có mấy bạn nào chả ớt luôn à. Có bạn nào bị tôm tích giống như chị mình kể không chị Bích á? Chị Bích thôi, chị Bích bị tôm tích hả? Không, đi ra qua con mẹ con ăn luôn đi con, không sao đâu. Dạ. mời ở nhà miếng ớt nha. Cay quá quên mấy bạn ơi. Mình dùng cho đứa em mình ăn. Ủa em ba dặn hả mày ăn cơm của anh ba mày không ngủ. Bé. Đâu có đủ chỗ. Bữa nay cửa giả nói làm clip có con bé không mà không có con ba hả? Canh chua này ngon quá mấy bạn ơi. Ba đi giữ em, anh ba đi giữ em mà khán giả đừng lo. Ngon khám là kho mấy bạn ơi. Bứng ơi cho mấy bạn kho. Ớt nó ngon. Ngon cho quá. Cho ăn miếng nè. Gan nó ngon thiệt. Rồi nó còn nhỏ ăn gan không quen à. Bé chỉ ăn gan gà đâu khổ được thôi. Ừ.
Ngon quá mấy bạn ơi, cho miếng ớt nữa mấy bạn ơi. Ngon quá. Cay mà ngon quý vị ơi. Đúng rồi quý vị. Bây giờ vui lưu ý phải ăn vừa ăn vừa uống mì tôm tách nha. Rồi sao mày ăn vừa ăn vừa uống? Ăn vừa uống vậy bé. Cay quá hả? Cay á. Bà để ớt bột vô cay quá bà Kiệt. Như tôi bỏ tiêu nhiều nữa cho bạn bị Covid ăn hết á. Cảm ơn bà nhiều nha. Tại Covid nó sợ nóng mấy bạn, mấy bạn ăn tiêu ớt nhiều à, nó không. Nào có con Covid nó chống nè, nó chống nắng được. Nó có đâu mình ăn miếng canh coi. Một ngày mấy bạn phải đi lưu ý đi ra tắm nắng rồi chừng 10 15 phút. Quá ngon. Chứ mình đen quá. Đây cho Canada nè mấy bạn. Ngon vậy là mới ngon nha. Mấy bạn sợ chát quá, mấy bạn phải đập nó ra, rửa với muối. Mấy bạn mới nấu được nha. Ngon quá. Còn hai con ớt nữa rồi, bạn Thắng đem nuôi rồi. Quá hức hắc. Quá hạnh phúc. Quá vui vẻ. Quá. Quá ngon, quá xúc sắc, quá hạnh phúc, quá vui vẻ. Quá ngon. Cá lóc đồng nha. Cay quá. Uống nước hết luôn rồi. Ngon quá mấy bạn ơi. Ở quên mình coi có bấm dây không? Mấy dây rồi. Đó. Nhà mình ăn gì mình nấu mình chia sẻ với mấy bạn chứ mình không có ngon là mình nói ngon, ngày nào không ngon là ngày nào mà không ngon là mình không có lên clip đâu bạn. Cho mấy bạn cứ nấu theo cách của mình là ngon à. Thôi đâu cần phải nói láo chi, con bé nè. Con bé ăn hay ngon rồi không bạn biết liền tại vì con bé nít đúng không? Bé nào biết nói láo hả bạn? Không. Ngon bé. Ngon mà cay hết ba. Ừ. Bé mẹ không ăn cá lóc mà hả bé? Đúng rồi. Mẹ ăn miếng cá lóc đi bé. Không. Cay quá. Tốt cơm chưa ăn. Chàng cho nó miếng canh này Thắng ơi, canh không cay á. Ăn miếng cá đây. Trời ơi mấy bạn muốn chua, cắn cái trái này chua bà cố luôn nè. Mà cắn thì mới chua hết rồi. Mà nó không có chát nha, cái chát kia. Ớt ngâm canh chua. Ớt ngâm cá lóc có canh chua. Mà con ngâm ớt kho. Con ngâm thành ớt ớt nó ớt ngâm canh chua. À, hết rồi mình chua hả? Bé đang nói bé hả? Đúng rồi. Trời ơi, mình tưởng nó nói mình xin lỗi bạn nhé. Ăn thêm canh chua nha mấy bạn, ngon quá. Quá ngon luôn. Ở dính bạn áo của bạn Kiệt rồi. Xin lỗi nha, đây nè, tôi ra cái là hết liền. Con xin lỗi cô Kiệt nha. Cái vụ lấy nước ngọt á hả? Hả. Vụ về. Xin lỗi cái vụ mình làm ướt áo cô Kiệt á. Rồi không sao, tôi tha lỗi. Cái này là nhỏ hả? Ừ. Ăn cơm nữa không? Không, mình không ăn cơm nữa. Mình đang giảm cân, chế độ của mình mới cân nặng lên lại. Nhưng mà sức khỏe mình tốt nha quý vị, mình có hay mập thiệt mà tốt, nhưng mà bạn mình có vận động mà có thể dục nha. Ớt ngâm canh chua. Ngon quá mấy bạn à. Đồ ăn mình nấu ngon quá mà mình ăn hơi nhiều. Mà bạn Kiên,
bạn Kiệt đang giảm cân nha. Các bạn hãy giảm cân thường xuyên. Khán giả hỏi bé hai ngày nay không thấy bé kìa. Ai biết con quét? Bé đâu bé đâu? Con giờ hỏi bé đâu kìa, hôm nay mới xuất hiện bé kìa. Bình tao vui bé gặp bé, tao vui quá nè. Một người ăn canh chua này hết giảm cân à. Cái bụng con cũng bị xẹp rồi nè cô Kiệt. Mà chị có làm bếp nữa không? Làm chứ. Làm nổi không? Nổi. Thấy bé no rồi, chị nói bé ăn có nổi không? Bé làm bếp tiếp. Ăn nổi chứ. Chiều nay mình ăn cơm mà nổi mà. Chiều nay mình ăn đồ ăn được mà. Bé khán giả đây chịu ăn khác. Bye bye khán giả.